chẳng có thấy lá vàng sâu tình độ. Mùa thu rơi óng ả hiên chùa, mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ. Cả đất trời xào xạc lá thu khua, khi đáy mắt mùa thu ngàn ngát, có bầy chim xa lạ bay về sẽ làm tổ và thong dong ca hát với một niềm hy lạc đến vô biên, với một niềm hy lạc đến vô biên. Mở cánh cửa cho tràn trề ngây ngất, trời mùa thu mây biếc mênh mang, lòng dặn lòng khi qua mùa phật thất. Mình lên đồi thả lá xuống Trường Giang, thả lá xuống Trường Giang. Có thấy lá vàng sâu tình độ, mùa thu rơi óng ả hiên chùa, mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ. Cả đất trời xào xạc lá thu khua, khi đáy mắt mùa thu ngàn ngát, có bầy chim xa lạ bay về sẽ làm tổ và thong dong ca hát với một niềm hy lạc đến vô biên, với một niềm hy lạc đến. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng năm, thì cũng có là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý khất sĩ, thì cũng có chư thiện nam tín nữ tề tự đông đủ tại tỉnh xá Ngọc Vân đây. Theo truyền thống của khất sĩ thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết, để giúp đỡ chư Phật tử hiểu rõ cuộc sống hiện tại của mình, thì sẽ hiểu được cái vấn đề chết sau cái cuộc sống này. Đó là những cái thắc mắc, những cái khao khát, những cái trăn trở của chư Phật tử hiện tại cũng như vô lượng về quá khứ cũng như vị lai. Đó là một điều khó khăn nhất mà từ đời xưa trước Đức Phật đã có, và ngay bây giờ và mãi mãi về sau cũng vẫn còn. Cái đó là cái khó khăn nhất mà thời tái sử Di Đạt Ta đã có 62 tôn giáo thì đều đi sai đường, tức là ngoại đạo. Ngoại đạo đây là đạo là con đường, ngoại là ngoài con đường giải thoát, tức là không có chấm dứt luân hồi được, mà chỉ tu luân hồi cảnh giới tốt thôi. Thì tái sử Đạt Ta sau khi tu 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, Ngài không đồng ý. Ngài thấy cái chỗ hớ của cõi cao nhất là vô sở xứ, tương tự như A-la-hán, và phi phi tưởng tương tự như Lai.
Rồi Ngài phải tự đi tìm lấy, sau 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề thì bỗng nhiên quát nhiên đại ngộ, và Ngài tìm được cái bất tử, bất sanh bất diệt trong cái sanh già bệnh chết. Từ đó mới có đạo Phật. Nhưng Ngài thấy chúng sanh không thể tu đạo Phật được, vì cái tập khí, theo cái thói quen, cái ghiền hay là cái dính mắc của chúng sanh đã quen rồi. Chúng sanh ghiền đủ thứ, dính mắc đủ thứ. Thì Ngài thấy làm sao chúng sanh tu theo cải sửa, từ cái xiềng cây, xiềng sắt, xiềng chì, xiềng đồng, xiềng sao, xiềng bạc, rồi qua tới xiềng vàng, chứ không thoát khỏi cái xiềng. Mà muốn thoát khỏi cái xiềng thì pháp môn tu khác. Do cái khác này nó không còn pháp môn nữa, mà nó không có không gian, thời gian, không có đạo sư, không có từ từ, không có lai rai, mà chỉ trực nhận trở lại thôi. Thì muốn trực nhận đó thì tất cả cái tiến trình của ngũ uẩn phải chấm dứt. Đó là cái khó khăn, chỉ thấy rõ nó thôi. Thấy rõ thì không phải là tư tưởng, không có cải sửa được. Thì hôm nay tôi trình bày về cái đường lối của Phật Thích Ca, để chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng ta khó tu đạo Phật. Chúng ta giỏi lắm tu cõi trời là cùng, vì đạo Phật nó đòi hỏi cái điều kiện phải có thầy sáng, bạn lành, phải có bậc thiện trí thức, tức là ít nhất cũng Phật, tệ lắm cũng A-la-hán, thì mới hướng dẫn chúng ta được. Còn dưới đó thì chúng ta không thể nhận được cái bất tử là cái Phật tánh để đi vào quả nhập lưu. Thời Đức Phật thì cái đức của Phật mà chúng ta biết bao trùm cái vũ trụ. Mình chỉ nghe một thời pháp là có thể đắc quả thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Còn bây giờ quý vị có thể nghe tới 1000 bài cũng chưa đắc quả thánh được. Thánh thứ nhất thôi đấy. Vì sao? Vì tôi cũng không biết tôi đắc quả thánh nào. Mà người mà giảng mà như vậy thì người nghe làm sao? Tôi bây giờ cũng đang hoang mang trên con đường thánh quả của tôi. Biết rằng có đắc mà không biết phải đúng hay là lọt vào ngũ âm ma. Vì tôi thấy người ta lọt vào ngũ ma rất nhiều. Mà lọt mà biết mà lọt cũng đỡ, mà không biết. Tôi chưa lọt, không biết có lọt không, nhưng mà tôi biết, biết rõ nó. Biết cái bánh vẽ thôi, mà nếu lọt vào chắc tôi cũng chẳng biết gì hết. Thành ra từ đó mà tôi mới qua tu tịnh độ. Mà tịnh độ là cái gì? Cũng là pháp môn của Đức Phật. Nhưng mà từ xưa giờ Đức Phật không có chịu vấn đề mà tha độ. Thì tha độ thường thường đưa vào cái cảnh giới tốt, tức là cõi trời thôi, chứ không có mà qua cõi Phật được. Nhưng mà sau 49 năm giáo hóa rồi, Ngài tịch thì Ngài thấy cái hiện tượng giới nào cũng vậy thôi. Thời chánh pháp, rồi tượng pháp, rồi mạt pháp. Chánh pháp là thời còn Đức Phật, Ngài vừa tịch thì 1000 năm, nhưng mà thôi người nữ còn 100 năm thôi. Thì người tu 100 người đắc quả 7, 8, 90. Rồi sau đó 1000 năm đó, 500 năm đó, thì bắt đầu từ tượng pháp là 1000 năm. Thì 100 người đắc quả 50%. Rồi từ đó về sau, tức là từ 1500 năm về sau là thời mạt pháp, tới 10000 năm đấy. Mà bây giờ mới 2500 mấy năm, tức là nằm ở thời mạt pháp. 1500 là mạt pháp rồi, bây giờ 2500 là mạt pháp hết 1000 năm rồi. Còn 9000 mấy trăm năm nữa. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi sanh lại cõi này thì ít nhất cũng vài trăm cái sắc thân nữa. Thì mình thấy là chắc mình chịu không nổi. Mà quý vị thấy hồi còn trẻ quý vị, nhất là hỏi cha mẹ mình, cuộc đời rất là an vui. Người ta sống rất là tri túc, tiện nghi không có đầy đủ, nhưng mà tinh thần rất là cao siêu. Chúng ta thấy cha mẹ, ông bà chúng ta sống là răng long đầu bạc. Ít có người nào mà ly dị lắm. Còn bây giờ ly dị nó ăn cơm bữa. Vì sao? Vì cái cuộc sống vật chất quá nhiều. Chúng ta uống nước mặn, mà khát mà uống nước mặn thì cái khát nó thêm. Thành ra bây giờ có lòng dục của con người lên tột đỉnh.
Thì bây giờ sắc đẹp tiền bạc là đứng đầu. Thì thôi bây giờ tôi đi thẳng vào cái cuộc sống bây giờ. Thì quý vị biết là cuộc sống bây giờ rất là đau khổ. Mặc dầu chúng ta sống về vật chất hơn cả người xưa cả gấp mấy ngàn lần. Gia đình nào cũng đầy đủ tiện nghi hết đó. Gia đình bây giờ đó thì được nhà ngói, có người cất nhà lầu, nó rẻ tiền thôi. Rồi nhà nào cũng có tivi, có điện thoại, có di động, có quạt máy, có tủ lạnh, có đủ thứ. Hồi xưa dễ về xưa mà cái cầu tiêu còn không có mà. Phải đi cầu tiêu công cộng thôi. Mà hãy có bệnh hoạn thì phải đổ trong bô thôi. Nó khổ vậy đó, chính tôi biết đó. Đi là cầu tiêu công cộng ở ngoài, của chính phủ làm ở ngoài sông. Thì ông bà nào mà trên 50 thì biết được. Còn tuổi trẻ sau này không biết đâu, có cầu tiêu máy rồi. Ở sông ở này kia giờ không cho làm cầu tiêu nữa. Bây giờ gia đình nào cũng có cầu tiêu máy hết, có khi đã 3-4 cái. Rồi phòng ngủ cũng vậy, ngủ chung không à. Rồi đó tiền bạc khó kiếm, nhưng mà vật chất ít mà tinh thần rất cao. Những người con mà có hiếu cha mẹ rất nhiều, kỳ đó con là phải dưới quyền cha mẹ. Bây giờ cha mẹ phải dưới quyền con. Vì vậy mà ra khỏi đời là cha mẹ không nuôi nữa là đói. Còn bây giờ nó không nuôi nữa thì cha mẹ phải đói. Thành ra cha mẹ phải lãnh vấn đề nuôi con. Nuôi con lại. Rồi vợ chồng cũng vậy. Hồi xưa thì mấy ông mấy bà nào tuổi lớn thì thấy làm căn cước, hồi xưa kêu là căn cước, thì người nữ đó 100 người, hết 100 người rồi. Nghề nghiệp nội trợ, không có nghề nào khác hết. Nội trợ tức là lo bếp núc, ăn mặc ở bệnh trong gia đình cho con cái. Người chồng đi làm ở ngoài. Hồi xưa đó là con ơi muốn nên thân người thì lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào kinh cưỡi khi ra thiêu thùa, bếp núc thiêu thùa giá mai là bổn phận của người nữ. Còn bây giờ có nhiều nữ không biết nấu cơm nữa nha, con cũng không biết nữa. Rồi trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chừa nghiệp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Thì chúng ta phải thấy là cái thời nó đảo lộn. Thì theo trong kinh dịch nó muốn yên đó, thì người nam là dương thì phóng ra ngoài, người nữ là âm thì bao trùm trở lại. Thành ra người xưa mà muốn cho giữ đứa con cũng như thái tử Siddhartha muốn phóng ra đi tu, mà vua cha không cho thì nhất định là ngài phải đi thôi. Thì mấy ông bô lão giỏi lắm, bây giờ muốn cột thái tử là không cách nào. Bây giờ bệ hạ có làm xiềng xích bao nhiêu lớp, thái tử cũng bứt đứt hết, nhưng mà chỉ có sợi tóc thôi. Thì cuối cùng là do vua Đà La nhốt thái tử hết mấy năm trời, để rồi khi có đứa con thì thái tử muốn giải thoát. Lúc đó thấy khổ rồi, nếu mình ở với vua Đà La nữa thì 3, 4, 5, 6 đứa thì làm sao mà giải thoát. Mặc dù vua thì không đói, nhưng mà con cái đông là phải dạy nó. Mà gia vua Đà La thì không rời thái tử nửa bước thì làm sao đi đâu được. Thành ra ngài phải trốn nửa đêm thôi. Mà khi ngài ở lợi chừng nào thì vua lợi càng 7 ngày đại yến mà 3 ngày tiểu yến, cho ngài say sưa. Mà chính cái say sưa mới thử mới thấy cái mặt thật của cuộc đời là dơ dáy trong có sạch. Trước khi mà mấy cung nữ, mấy bà công chúa mà đến với thái tử thì son phấn đẹp như là tiên nga, mà khi nhậu nhẹt rồi ra rồi nằm ở trên mặt đền vua đó, nước miếng chảy dài, mồ hôi nhễ nhại, thì những cái son phấn nó đi những đường vết như là vết mưa ở ngoài đường, mưa ở ngoài đời. Rồi có mùi rượu nặc nồng pha với mồ hôi, nó chịu không nổi. Đó là sự thật bề trái của cuộc đời. Thì thái tử nếu mình ở lại nữa là chết, thì ngài phải trốn đi. Một ngày tìm đạo tới 11 năm không ra, cuối cùng 49 ngày ngài tự tìm lấy. Thành ra cái khó khăn của đạo Phật đó là nó đi ngược cái cuộc đời, cái tu cũng đi ngược.
Thì chúng ta biết là có xác thân này mà ai mà khỏi sanh già bệnh chết. Thế mà Thái tử trăn trở muốn tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì chúng ta vẫn tìm cái đó, nhưng mà mộng tưởng thôi, chiêm bao thôi, hoài công thôi. Thế mà Thái tử tìm được. Đó là con người vĩ đại, nhờ hôm nay chúng ta mới có. Thì tôi cũng tính đi con đường đó, nhưng mà than ôi, dùng than ôi, tôi là đủ điều kiện nhất, theo Minh Đăng Quang mà. Rồi gặp nhị tổ giác chánh, sống đời sống rất là thanh nhàn giản dị. Ngoài cái ăn, ăn mà thì đâu có nấu nướng gì, ôm bát đi xin. Rồi có gì ăn cái đấy. Ở đó ở mà đi hành đạo đó, mà chỗ này chỗ kia đâu có Phật tử, mà lúc đó hai bên đánh nhau kịch liệt. Đất mô Phật tử đâu dám xuống, đi vô vùng sâu vùng xa rồi là chịu thôi. Nhưng mà rất là thanh tản, vắng vẻ vô cùng. Mà những chỗ đồng quan rồi kia đó, mình lơ lên đó mình ngồi thiền tới chiều tối cũng không ai hỏi vậy. Kiếm một bát cơm, mà chúng ta biết miền Nam mà xin cơm rất là dễ vậy. Đi năm nhà thì năm chén, có thì cho tới cả tô lớn á, mình phải từ chối. Thì đại khái nó như vậy. Nhưng mà rồi tôi thấy là cũng không thể đi tới nhập lưu, tới giải thoát được, đừng nói Phật tử. Phật tử bây giờ bề bộn lắm. Thành ra Đức Phật mới thấy như vậy, mới khuyên thôi. Cái mục đích của ta ra đời là muốn các con giải thoát, nghĩa là làm Phật, chứ không muốn làm người trời. Người trời trời đã có lâu rồi. Ngài cũng thương chúng ta, là mới nói thôi, khi mà mạt pháp rồi thì không còn đắc thánh quả được. Thì muốn đắc thánh quả các con phải vào giáo hội. Giáo hội của ta là tiêu rồi, thì mạt pháp là không còn giáo hội. Chúng ta thấy bây giờ có ai mà sống chung 1250 vị không? 100 vị là lộn xộn rồi. Thấy bề ngoài thì đẹp đó, quý vị vô đó mới biết. Tôi thấy là đẹp, nhưng mà Phật tử ở tại đó với mấy sư xuất gia mà ra đời kể lại mới biết. Chúng sanh phàm phu không, mà vị trưởng đoàn cũng là phàm phu. Mà chúng sanh phàm phu, một vị trưởng đoàn, vị trụ trì, vị sư trưởng đó mà chứng đắc thì nó khỏe, mà ít nhất con A-la-hán. Mà thời buổi này làm sao mà kiếm vị A-la-hán, tức là tứ quả. Thì thôi tôi trở lại. Thì chúng ta biết, chúng ta có ba thân. Một cái thân thứ nhất thì quý vị dễ thấy ở đó, là cái thân bên ngoài. Thì tôi kể quý vị biết rồi, nhìn trong người ha. Thì Thái tử hay là Đạo Phật hay cõi trời đắc là cũng đắc trong cái thân này. Mà xuống địa ngục cũng là cái thân này. Mà thành trời cũng cái thân này. Mà thành Phật cũng cái thân này. Một cái thân đó thôi. Nhưng mà khác là khác ở cái nhận thức. Mà Đạo Phật kêu là cái tâm. Chúng ta kêu là lòng của tôi. Thì cái đó là cái chánh. Cái chánh là cái tâm của mỗi người, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết của mỗi người quan trọng. Cái đó nó không chết, nhưng mà nó ở đâu? Ở ngay trong xác thân này. Mà nó không có sanh diệt như xác thân. Nó là cái nền tảng sanh ra xác thân, cũng như cái dòng nước vậy đó. Thì do cái tham sân si, cái lượng sống, cái gió đó mới sanh ra cái lượng sống xác thân. Thì lượng sống xác thân có sắc là sắc thân, có cảm giác là sự biết, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, và tư tưởng phân biệt, có ba cái đó thôi. Thì sắc thân chúng ta biết rồi, thì cần phải ăn sắc tài danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì quý vị bây giờ đang ở cái đó. Mà nếu quý vị mê đắm trong đó, chìm đắm trong cái ăn, thì sắc thân này chúng ta biết là còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc, cái đầu. Rồi thân thứ hai đó, thì nó hơi khó ở đấy, nhưng mình còn thấy được. Đó là các dây thần kinh. Mắt thì có dây thần kinh thị giác. Cái này không phải là con mắt nữa, mà cái này là dây thần kinh. Từ con mắt nó đưa lên trên đầu, đưa lên trên óc. Tai có dây thần kinh thính giác. Mũi có dây thần kinh khứu giác. Lưỡi thần kinh vị giác. Và cái sắc thân là thần kinh xúc giác.
thì ngay sắc thân quý vị thấy rõ nhất, chích thịt đó là phù trần can nó nổi ngoài, chích gân là tịnh sắc can, là cái thân rất là thanh tịnh. Thì cái căn này nó chỉ ăn cái hỷ lạc, ăn cảm giác thôi chứ nó không ăn bên ngoài. Nếu quý vị mà tu nhập định được đó, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm, thì quý vị không cần ăn uống cơm cháo gì hết, không cần danh lợi gì hết. Quý vị ngồi đó nhập định trong đó, cũng cái thân này, nhưng mà chỉ còn ăn cái hỷ lạc thôi. Cái hỷ là cái gì? Hỷ là cái mừng. Cái lạc là cái vui. Cái hỷ đó là cái mừng của thân bên ngoài, mà cái lạc đó là cái vui của dây thần kinh bên trong. Thành ra khi mình chết rồi thì cái thân bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi chết liền lập tức. Rồi quý vị tưởng tết thiệt chưa đâu, còn dây thần kinh 8 tiếng mới chết. Cái chỗ này là cái chỗ khó, mà quý vị phải ngồi thiền cho lâu quý vị mới nhận thấy nó. Cái này nhận thấy thôi chứ đâu có hình tướng mà chỉ. Còn con mắt quý vị, lỗ tai quý vị, tôi chỉ là quý vị có thể sờ mó được. Còn dây thần kinh thì nó nằm trong trong con mắt. Dây thần kinh thính giác nó nằm ngay cái màng nhĩ của lỗ tai. Dây thần kinh của cái lưỡi thì nằm trên cái gai. Dây thần kinh đưa lên ốc. Dây thần kinh của cái lỗ mũi thì có cái gai lỗ mũi. Dây thần kinh của sắc thân thì có cái gân. Cái này cũng dễ thấy đấy, nó cũng đưa lên ốc. Thì cái này 8 tiếng mới chết. Rồi sắc thân thứ ba thì nó không phải dây thần kinh nữa, mà nó là dây thần kinh tịnh sắc cao siêu, tức là thần kinh của ốc. Nó khác như thế nào? Chúng ta thấy cái này là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn dây thần kinh của mắt tai mũi lưỡi thân phát hiện của cảm giác. Cảm giác tư tưởng khác nhau sao? Cảm giác là cái biết của thọ cảm, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Tức là chúng ta kêu là lạc thọ, khổ thọ và vĩnh dưng. Còn tư tưởng là cái gì? Dây thần kinh trung khu, là chỗ phát hiện của suy tư, của sự phân biệt dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Tất cả nguyên nhân của sự khổ đau của quý vị bây giờ là do cái này, chứ không phải do dây thần kinh. Thần kinh nó đâu có phân biệt, nó chỉ có cảm giác là dễ chịu, khó chịu và dửng dưng thôi. Còn tư tưởng mới phân biệt là cảm giác này dễ chịu, làm sao giữ lại cho lâu. Cảm giác này khó chịu, làm sao đẩy nó mất. Thì do cái chỗ này mới có sanh sự. Thành ra quý vị khi mà bị chủng não rồi, tức là đứt dây thần kinh ốc, thì quý vị không còn phân biệt nữa, nhưng mà cảm giác vẫn còn. Mấy người đứt dây thần kinh ốc kêu là nhũng não, giờ khoa học là nhũng não. Thì quý vị là hỏi bà biết con không? Con mắt bà trơ trơ ngó à, dây thần kinh thị giác của mắt còn, con mắt còn, mà dây thần kinh ốc đứt rồi. Thì thị giác nó đưa lên ốc, ốc không có phân biệt. Còn nếu cái ốc mà còn thì lại hỏi bà biết con không, quả gạt biết con tên gì đó. Nhưng mà khi chích vô lý dây thần kinh xúc giác đứt đó, chích vô không biết đau. Dây thần kinh thị giác đứt đó, nhìn mà không thấy. Chỉ còn cái trồng đen, chúng ta có hai cách đuôi. Một là cái trồng đen nó hư, mà trồng đen là chỗ nhận sự vật chứ chưa có cảm giác. Cũng như tôi để cái bình tỷ, cái chai La Vi trước mặt tôi, thì con mắt trồng đen tôi sẽ nhận cái chai đó. Nghĩa là quý vị dòm ở trên trồng đen thấy có chai La Vi trên đó, thì cái trồng đen giống như cái kiến, cái gương soi mặt đó. Chúng ta để cái chai đó thì cái chai nó nằm trong cái gương soi mặt. Thì cái trồng đen chúng ta cũng vậy. Âm thanh tôi nói á, thì cái màng nhĩ quý vị nhận lấy âm thanh. Cái tiếng nói, mà tiếng nói của ai không biết. Tiếng nói người ta hay loài thú, nam hay nữ không biết. Thành ra chỉ nhận lấy sự vật thôi. Rồi cái cảm giác mới mượn. Thành ra chúng ta nên nhớ vật lý sinh lý. Vật lý đó là sự vật mà chưa có cái sống, chưa có cái biết.
Trong người chúng ta đó thì có ghèn, cứt rấy, cứt mũi, mồ hôi, nước tiểu, phấn, dần dần. Thì quý vị thấy nó đâu có sự sống, nó đâu có đòi ăn uống gì đâu, nó là chất thải ra. Còn ở ngoài đó thì là cái nhà, cái cột, cái máy điện thoại, thấy không? Cái ghế, cái bàn, vuốt, dép, dần dần. Thì tất cả những đồ đó chúng ta học kêu là vật lý, là cái lẽ cứng ngắc của vật chất, không có sự sống, không có cái biết. Về ngồi tham thiền nha, để rồi từ nay không còn khổ đau nữa. Và biết coi cha mẹ mình, những người chết bây giờ đang ở đâu, thì lúc cha mẹ còn sống như thế nào, giống như sư giảng hay không. Nếu biết sư giảng thì chết là phải về đó thôi. Bây giờ sống mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh không biết gì hết, thì cho cái nghiệp nó kéo mình đi đâu là kéo. Thì đó là bốn đường ạ. Thành ra hôm nay tôi giảng cho quý vị biết. Có khi quý vị biết mà không rõ, rồi mới cải sửa. Rồi biết địa ngục ngạ quỷ khổ đau quá thôi mình chạy. Biết không rành, chạy đâu? Chạy là thọ ba giới, năm giới như quý vị bây giờ, để về cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới là cũng còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà cao thượng. Cao thượng là sao? Là có giữ giới, có quyền lợi, có bổn phận. Mà quyền lợi bổn phận thì phải phải có ý chí mạnh thì thắng nó mới được, còn không là không thắng được. Quyền lợi bổn phận thì trách nhiệm. Mà quẩn thời trách nhiệm, quý vị biết quyền lợi, nó biết bao nhiêu thứ quyền lợi. Thành ra quý vị bây giờ đang điên đầu. Quyền lợi thì quyền lợi mình đối với cha, với mẹ, với vợ, với con, với chồng, với xã hội, với bạn bè. Mà giữa cha mẹ mình, bên chồng, với bên vợ, bên mình, mà hiểu lầm nhau mình bên ai? Mà giữa chồng với con mình mà sự hiểu lầm mình bên ai? Mà giữa bạn bè với nhau mình bên ai? Thành ra chúng ta thấy rối nùi. Quý vị đang nằm trong cái đó. Thành ra Khổng Tử mới ra đời để sắp xếp cái đó. Khổng Tử nói là quân sư phụ, vua đứng đầu. Rồi sư là tới thầy, rồi mới tới cha, rồi mới tới vợ hay là chồng. Đó là cái sắp xếp của Khổng Tử. Thành ra quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ tử, nhi bất tử bất hiếu. Vua mà sử thần dân mà không chết là bất trung, không có trung. Mà cha sử con chết mà con không chịu chết là bất hiếu. Người ta mới hỏi, như vậy thì quân hôn quân vô đạo, cha không có tình thương con thì phải làm sao? Thì ông nói quân bất minh thì thần tỷ bất trung, phụ bất từ thì tử nhi bất hiếu. Thì cái đó là cũng không tử dạy. Nếu mà ông vua hôn quân vô đạo thì mình có quyền giết vua. Mà cha không có lòng từ thì mình có quyền từ chối cha, bỏ cha. Rồi đó chúng ta thấy là vừa đâu mà biết là vua Minh Vương, vừa đâu mà biết cha là cha có hiếu đạo, thì vừa vào giới luật. Cha mình có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, có ăn chay, có lầm lành lĩnh dữ hay không, thì cái giới luật làm nền tảng. Nhưng mà giới luật có chỗ thì phải giữ, có chỗ thì phải phương tiện. Nó khó vô cùng. Thành ra quý vị mà giữ năm giới điên đầu, nhất là hoàn cảnh bây giờ, hoàn cảnh mà vật chất tiền bạc nó lên ngút trời, mà cha mẹ bây giờ cũng tham tiền, mà con cái cũng tham tiền, mà chính mình cũng còn tham tiền, mà xử bây giờ xử ai? Thành ra nó khó. Thành ra mới có câu chuyện là chàng trai trẻ nó chở, nào là vua, nào là thầy, nào là vợ, nào là con, thấy không? Đi ra ngoài biển cả. Rồi bây giờ sóng thần nó dẫn chìm chiếc xuồng đó, chiếc tàu đó. Thì chàng trai này vớt ai? Vớt cha hay vớt vợ hay vớt con hay vớt thầy? Khó tính. Ai quan trọng hơn hết? Chúng ta thấy là mỗi người mỗi cho. Nếu mà cho là vợ quan trọng hơn hết, thì nếu ông vua mà không có vua nước loạn làm sao mình vợ mình còn? Mà nói cha quan trọng hết, mà nếu không có vua thì cha lấy cái gì mà sống? Mà nói vua quan trọng hơn hết, mà không có cha, không có vợ thì có dòng giống đâu mà nói giỏi? Thì chúng ta thấy là
khó mà xử được. Thành ra Đức Phật vì lẽ đó cho nên mới đi tu. Mà đi tu rồi về Ngài giải quyết vấn đề, giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta thấy là Đức Phật giải quyết được. Đức Phật giải quyết được. Tôi nhớ hồi đó là sư trưởng đặt cái câu này đó. Mỗi người mỗi trả lời, rồi cãi nhau tùm lum, không giải quyết được. Thì có người nói bây giờ nếu vậy thì con làm Bồ Tát, heo cái đầu thì con đội ông vua, hai một giây thì cõng cha, một giây thì cõng vợ, một cái nách thì ôm con, heo. Thì mình thấy là hay, nhưng mà làm được không? Nói là hay chứ làm sao làm được, làm sao mình nổi một mình còn không xong. Thì đó là sư trưởng mới trả lời hay. Thì mình nghe nó không có vô cái lỗ tai mình, nó đi ngược với đời. Trưởng nói nếu mà chìm nó xuồng đó thì mình lội vô một mình à. Cha mà nắm tay mình thoi cho một thoi, nắm chân mình tống một đợt. Vua cũng vậy, thầy cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy. Hãy nắm chân thì tống một đợt, mình nắm tay thì thoi cho một thoi, xúc hết, còn một mình mình lội vô. Mà không biết lội nổi không nữa à. Nếu mà lội giỏi thì được, còn ôm một người mà lội trời ơi, chắc cả hai chết hết, thành trống hết. Thì mình nghe nó là vô lý, vậy là ích kỷ quá, chỉ lo cho mình thôi. Nhưng mà mình nghe cho hết, rồi mình thấy cái lý nó rất hay. Đó là hoàn cảnh của mỗi người chúng ta, chứ không phải của Thái tử Sĩ Đạt Đa không, mà của tất cả mỗi người chúng ta và của cuộc đời hiện tại. Hiện tại bây giờ thì nói là ngày 21 tháng 12 thì tận thế đó. Rồi quý vị quýnh lên ai cũng thọ giới để mà tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Mà có tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, chúng ta phải hiểu cho rằng, tôi là muốn đưa sâu vào đó để quý vị phải thấy rõ, tự mình phải hiểu rõ để mình cứu mình, đồng thời cứu giúp đỡ người khác. Giúp đỡ chứ không có ai cứu ai được hết đó. Mỗi người phải tự trách nhiệm lấy mình và tự cứu mình. Nhưng mà nhờ người khác chỉ. Người chỉ đó hay nhất là Phật Thích Ca. Chứ đừng nói Phật Thích Ca cứu con, không có vụ đó đâu. Con giảng sanh về Cực Lạc rồi con bỏ hết cả cái sanh tử địa ngục, con giao A Di Đà luôn. Đừng có nghĩ bậy như vậy, không bao giờ có vụ đó đâu. Tất cả đều do con, do tôi. Hãy tôi sống sao, tôi có cái hiểu biết sao, thì tôi sanh về theo cái hiểu biết tôi. Cái hiểu biết không bao giờ mất. Chúng ta kêu là thần thức hay là linh hồn. Còn cái xác thân thì phải chết, cái cảm giác thì phải tiêu tan, cái tư tưởng thì phải rã rời. Vậy thì chúng ta có cái thân thứ ba, đó là cái óc. Cái thứ nhất là xác thân bên ngoài, thì ăn bằng vật chất kêu là đoàn thực hay là loạn thực, ăn là giò viên hay là cắt đứt từ khúc rồi phải ỉa ra. Có cầu tiêu, có nhà ở, có chết nguyên con, có hôi thối, đủ thứ. Thì quý vị rành cái đó rồi. Còn xác thân thứ hai là xúc thực. Quý vị ngồi niệm Phật 7 tiếng, 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, 7 năm thì quý vị không cần ăn uống gì hết. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái cảm giác. Ai có đi dò sâu đó sẽ biết. Quý vị có thể ngồi 7 tiếng đồng hồ, quý vị thấy không đói. Xả ra rồi thì trở về cõi dục này thì đói. Quý vị ngồi tới 7 tháng, 7 năm, quý vị thấy cũng không đói. Mà không chết, càng ngày càng khỏe. Thì quý vị ăn bằng cái hỷ lạc. Cái xác thân bên ngoài đó thì ăn bằng cái hỷ là cái mừng. Xác thân bên trong thì ăn bằng cái lạc là cái vui. Ví dụ mình hay cái tin là mình đói quá, mình hỏi ở đây là trụ trì có cơm cho tụi con ăn không? Nó có, thì mình mừng. Mừng là xác thân ngoài này sắp sửa được, được no. Nhưng mà có no đâu, chỉ nghe là thôi. Và bây giờ mình chìm lắm ở trong đó sâu nữa, cái mừng mà liên tục, thì đi sâu vào cảm giác khi đem cơm ra, mình ăn thì cơm thật là ngon, mình thật là đói. Ăn nó đã, cái toàn thân này mất thân không biết ở đâu. Thì cái này là cái lạc thọ. Tôi thí dụ một cái đủ quý vị suy ra những cái khác. Thì cái hỷ lạc này đó là khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm.
Thì đây là cái hỷ bắt đầu qua cái lạc. Rồi tới giai đoạn thứ ba là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì bây giờ qua cái lạc thọ. Nhưng đi sâu vào đó nữa, bỏ cái thân bên ngoài luôn, chỉ còn sống với cái xúc thực, tức là cảm giác của toàn dây thần kinh, tức là không có xác thân bên ngoài mà bằng cái xúc giác của xác thân bên trong. Rồi bỏ cái đó nữa, đi sâu nữa, thì chúng ta sống bằng dây thần kinh óc. Thần kinh óc thì nó không phải là cảm giác hỷ lạc nữa, mà cái cảm giác của nó là bất lạc, bất khổ, vững dưng. Thì cái này quý vị tu tới nhị thiền mới hiểu được. Tôi nói để quý vị về chiêm nghiệm thôi, nó có đĩa rồi mình nghe lại. Mình muốn biết đó thì cái này là không ai giảng cho mình được, chỉ có mình giảng cho mình thôi. Ngồi niệm Phật đếm từ một thôi, niệm Phật khỏi đếm, không có hiểu nổi. Mà cần nào khỏi cần niệm Phật nữa, có định lực mạnh, người này có giảng khỏi cần bỏ hộ niệm. Nhưng mà phải phát nguyện à, nhờ gì ra tiếp dẫn cõi đó bây giờ, thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng không về được nếu không phát nguyện. Thì nữa tôi sẽ nói hai cái cõi nó khác nhau rất xa. Thế giới tịnh độ nó không phải là thế giới quế độ, mà người ta tưởng là nó trong sạch, thế giới quế này là dơ, dơ đối với sạch, không có vụ đó. Thế giới tịnh độ là không có dơ mà cũng không có sạch, còn thế giới này là dơ, còn thế giới cõi trời là sạch, sạch đối với dơ. Thì theo đạo Phật, sạch dơ gì thì cũng là kẹt ở trong cái dòng luẩn quẩn. Còn tịnh độ thì nó không dơ mà cũng không sạch, nó là một cõi yên lặng thôi. Thôi chúng ta sẽ đi vào cho cái khác à, coi như mà tôi thường thí dụ đó. Quý vị đi thì quý vị biết mình đi, thì cái thân đi. Mà quý vị nói thân của tôi thì quý vị có tư tưởng xen vô đó rồi, thì quý vị trở về cõi quế độ. Rồi thân đi mau thì giờ mình sửa cho nó đi chậm, thì tư tưởng sửa nó. Còn tôi biết thân thì cái biết này không phải là thân, tôi biết có cái thân đi à. Rồi bây giờ cái thân không có sửa, rồi tư tưởng xen vô sửa, nó biết có tư tưởng xen vô, nó không phải là tư tưởng, nó chỉ là cái biết thôi. Thành ra cứ nào thay đổi thì cái đó không phải là mình. Còn cái nào đầu đuôi trước sau cũng như một thì cái đó là ta. Rồi tôi biết có thân đi, rồi bây giờ cải sửa thân đi mau, thì biết là có tư tưởng xen vô cải sửa. Tư tưởng nó nhận cái thân này là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn cái biết nó không có nhận gì hết, nó cũng như cái gương, nó nhận sự vật rồi nó trả lại, nó không giữ cái gì hết. Mà chính không giữ cho nên cái gương luôn luôn là sáng. Mà hãy sáng thì nó nhận tất cả sự vật, mà nhận tất cả sự vật rồi nó gửi trả hết, nó không giữ cái gì hết. Thì kêu không giữ là bất biến, mà nhận sự vật đó là tùy duyên. Nó đại khái nó như vậy. Thì bây giờ thân thứ ba, tôi nói lại, thân thứ nhất là cái thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Thân thứ hai là các dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần kinh, thị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác. Thân thứ ba là thần kinh của ốc. Thần kinh của ốc không phải là cảm giác vui buồn, mà là cảm giác vững dưng. Hiểu gì không hiểu chữ vững dưng thì ngồi thiền cho sâu đi. Nghe không? Rồi từ đó hết rồi. Cái này là tam giới. Rồi tới nhập lưu nhất lai bất lai la hán là có cái sắc thân thứ tư, là siêu khỏi ba thân này. Tức là cái lặng lẽ tôi nói đó. Đi, biết đi thì thân đi chứ tôi không có đi. Cảm giác dễ chịu thì biết cảm giác dễ chịu, chứ cái biết nó không có dễ chịu. Rồi cái thân chết thì biết thân chết, chứ cái biết nó không có chết. Cảm giác chấm dứt thì biết cảm giác chấm dứt, chứ cái biết không có chấm dứt. Nó không bao giờ sống mà cũng chưa hề chết. Thì cái thân này là thân thứ tư, thân của nhập lưu, của thánh nhất, nhì, ba và tư. Thấy không? Rồi cái thân thứ năm là cái thân của Bồ Tát và chư Như Lai. Thôi quá cao, là tùy thuận trở lại nhưng mà vẫn là bất tử. Thôi có đó khi khác. Thì đại khái giờ chúng ta trở lại, trở lại cái quan trọng nhất của sắc thân thứ nhất. Thân thứ nhất là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ.
Thì ăn uống ngủ nghỉ là cái quan trọng của cái sắc thân này, với cái danh và cái lợi. Cái lợi là cái tiền bạc vô quý vị đó, quý vị có tiền nhiều, làm cái gì mà được tiền nhiều thì đó là cái lợi. Còn cái danh là có nhiều người không cần cái lợi đó, nhưng mà cúng dường đó này kia, cần cái danh để cái bảng đứng ở trên đầu, tôi được đứng đầu bảng vàng, được người ta khen mà không ai chê, cái đó là cái danh. Cái danh này khó trừ ạ. Cái lợi thì còn dễ, mấy người giàu có người ta không cần tiền, nhưng người ta cần cái danh. Nên ở đây có nhiều Phật tử, con cúng tiền nhiều chưa đề con bảng vàng cao nghe sư. Tôi nói đây không có đề bảng rồi gì hết trơn á. Mấy cái chùa có người nào mà cúng số tiền quá lớn rồi đặt cái bảng để trên bàn Phật á, để cái tên luôn Phật tử. Bây giờ bên ấy chùa Miên có đó, cái người nào mà làm cái tường nó đề trên trong tường luôn, rồi bà nào tự cúng bao nhiêu cúng một cái miếng miên tường này. Tôi đây không có, ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Còn cái tịnh xá, cái nhà giảng đó là của quý Phật tử, có chỗ ngồi khỏe gì thì phải xây cất ơn nè. Còn tôi là cái cốc lá thôi, không có, tôi ở gốc cây. Tôi vô tôi che tạm gì thôi, nó lúc nói tôi còn khỏe à, còn giờ tôi bệnh thì không phải vậy nữa nha. Bây giờ thì khác rồi đó. Chứ hồi xưa là theo trong trong kinh đó, Đức Phật nói đó, người tu chỉ nghỉ với cội cây, nhưng có ai cúng liều am cốc nhỏ bằng lá một cửa thì được ở. Đó là theo đạo Phật đấy. Những cái đó là không có thì che sơ sài hai miếng lá cho nó được mưa hay nắng thôi. Còn cái này là để cho Phật tử nghe Pháp, tôi có ở đây đâu. Nhưng mấy ngày cúng nội thì tôi lên một chút, còn ở cửu quyền là thờ cha mẹ ông bà ông cố ông sơ có Phật tử, chứ tôi thì không có cha mẹ riêng nữa. Còn tịnh xá là chỗ thờ Phật để Phật tử vô chiêm bái. Còn tôi bây giờ đâu có lại Phật gì nữa, tôi lại tôi thôi. Đó, tôi là trở về với tôi. Tôi cũng năn nỉ Phật tử trở về với mình, đừng có mong lại Phật một Phật độ mình, không có vụ đó đâu. Phật cho mình cái phước, nhưng mà trí tuệ là Phật không có cho được. Mình cầu xin mà con nghèo quá, Phật cho con tiền bạc, cho con trúng số, thì biến ông Phật thành ông thần. Phật làm được, nhưng mà ngài không làm cái đó, giao cho mấy ông thần á, mấy bà chúa xứ, mấy ông thần quan công rồi đó thì được. Còn Phật là không bao giờ làm cái việc đó, gieo phước bán giáng quả là Phật không làm. Phật thì chỉ con đường trí tuệ cho mình, chứ Phật không có tu trí tuệ thế được. À, con đi như vậy con giữ giới, giới năng sanh định là định năng phát huệ, từ huệ này con phải nhảy vọt để qua minh tâm. Hỏi minh tâm thì con kiến tánh, là con thành Phật. Rồi mình dám giữ giới không, dám tu thiền định không, và dám quán xét để có trí huệ không, từ trí huệ dám dứt bỏ, trí huệ dứt bỏ tất cả để nhận cái lặng lẽ không, thì ở với mình tới đâu phải ở Phật. Phật là chỉ. Rồi quý vị bây giờ giới còn không chịu giữ, mà chút nữa thọ giới là ăn có 10 ngày chay, mà có người nói con ăn không được sư, bây giờ con ăn từ từ 2 ngày 4 ngày 6 ngày. Tôi nói bây giờ không có từ từ nữa, hồi xưa thì tôi còn cho từ từ, bây giờ nó cận rồi, thời mạt pháp nó khổ quá, bây giờ 10 ngày đúng là phải chay trường, mà không được thì 10 ngày, còn từ từ là tôi không có chấp nhận. Nó là cần bên cận kề bên cái chết rồi. Thì tôi đã nói là 12 tháng 12 tôi không có bát, mà tôi cũng không có chấp nhận. Mà do quý vị, mỗi người của chúng ta, mà mỗi người chúng ta thì hợp thành 6 tỷ người, 6 tỷ người này có mình ở trong đó. Thành ra mình phải cải sửa. Chứ mình muốn 6 tỷ người cải sửa làm sao mà được, chỉ có nó có Phật thôi mới làm được. Ông vua thì làm được một phần nào. Thí dụ tôi là vua thì tôi kêu bá tánh dân của tôi ăn chay, mà tôi phải ăn chay trước. Chứ tôi kêu nó ăn mà tôi không mặn thì nó làm sao nó nghe. Tôi phải chay trường. Thì tôi năn nỉ bá tánh nó ăn 10 ngày nó nghe. Cũng như tôi bây giờ ăn chay ngọ, tôi không giữ tiền, tôi kêu bá tánh Phật tử đừng giữ tiền, ăn chay 10 ngày hoặc là ăn chay trường. Mà tôi giờ phải làm trước là tôi phải chay ngọ. Thì Phật tử nghe tôi không phải sợ tôi mà kính tôi. Cái gì kính là nó bền, kính là bởi vì có sự hiểu biết. Hồi xưa ông làm cố gắng ông giúp đỡ mình, thì mình muốn trả ơn ông là mình phải giữ giới.
cứ nói con nhớ ơn sư, con kính sư lắm mà con không tu gì hết, cái đó là cái bất kính. Thành ra tôi thường nói Phật tử đi về cực lạc mà gặp quý vị là kính, còn có miệng nói kính mà về đó không có là bất kính. Thì tôi trở về đây tôi nhận nước, cánh tôi nó khó vậy, hãy tu thì phải tu cho thật. Cái tu mà nó còn từ từ lai rai, hồi xưa thì nó còn xa, bây giờ nó kề cận rồi. Thành ra ngày 21 tháng 12 có thể xảy ra đúng, có thể trước đó, có thể sau đó, có thể không xảy ra. Do ai? Do quý vị. Nếu tụi con mình mà làm sao mà cải sửa 6 tỷ người trên này xưa, một mình mới là quan trọng á. Một mình liên can tới 6 tỷ, mà người ta bắt chước quý vị, người ta làm nữa rồi cả 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Thì 3 tỷ là ngang ngửa đó, chưa chắc là có thể đúng không đúng. Còn nếu ông vua thì cải sửa mạnh hơn, còn Đức Phật thì dư sức thôi. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ làm cái đó. Chúng ta nhớ trong cái chuyện kinh là Đức Phật còn tại thế. Ông tỳ kheo đó là ông xuất gia, trước ông là nhà chiêm tinh đại tài. Ông ngồi tối dòm cái gì sao, ông biết cái nước này là 6 tháng hạn hán. Mà hạn 6 tháng thì chết mồ hết rồi. Nắng chết mồ luôn, mà 6 tháng liên tiếp thì cây cỏ lúa mùa chết hết thì đâu phải đói. Thì ông nói 6 năm chứ. Rồi Đức Phật, tôi sáng mới bạch Đức Thích Ca, con coi sao thấy nước này là 6 năm hạn hán. Đức Phật nói con coi lại coi, tối con coi lại còn có 3 năm à. Ông nói trời, mình chưa từng coi sai, mới một đêm mà giờ tới sáng là thay đổi rồi. Ông chạy lại Đức Phật coi, lạ quá, con chưa từng thấy, còn có 3 năm à. Đức Phật nói ông coi lại coi. Nghe không? Thì coi lại còn có 3 tháng thôi. Sáng ông mới nói trời ơi, 3 năm mà còn có 3 tháng, sao mà kỳ cục vậy. Ông bạch Đức Phật nói, ông nói con không hiểu, Đức Thế Tôn phải giảng cho con biết. Đức Phật nói nhờ cái Phật lực của Như Lai đấy. Như Lai thấy chúng sanh mà nếu 6 năm mà chúng sanh chết hết, chịu không nổi. Chúng sanh cõi này nó là mốt mẫu giáo, còn 3 năm đó thì cũng lâu quá, còn 3 tháng đó thì nó ít hơn. Thì chúng sanh có thể đau khổ 3 tháng mà nắng hạn hán đó rồi, chúng sanh bắt đầu tu thì có thể chuyển nghiệp được. Rồi sau nói chúng tôi đừng làm cho có được tháng nào được không, nói thì ta dư sức làm, nhưng mà làm vậy thì chúng sanh nó không tu, ta có lỗi, phải cho nó đau khổ, mà đau khổ vừa vừa thôi. Con người đau khổ quá thì không tu được, mà sung sướng quá cũng không tu. Chúng ta thấy coi, cái gì mà tọa nam giới là những người trung bình, còn nghèo mặc rệp, bữa đói bữa no thì không bao giờ ngồi nghe pháp như vậy được đâu. Về lấy cái gì ăn? Quá nghèo là không tu được. Còn mấy người giàu quá thì không tu được. Ăn ăn mặn quen rồi, ăn đồ ngon quen rồi. Chúng ta thấy là cái ăn chay nó khó, mình quen rồi, quen cái miệng ăn mặn rồi. Đồ ngon mà giờ bắt ăn chay thì làm sao? Mà nếu thọ tám giới còn khó nữa, ngồi sân ngồi ngồi ghế cao quá. Ghế mà cao trên 4 tấc là không được ngồi. Nằm giường rộng tức là nằm chiếu bông này kia hơn. Mà cái giường đó mà cả hơn một thước rồi là không được. Nó khó đó. Giới thứ 8 là không xe xua chân diện, là mặc đồ ca tê, đồ mềm mà trơn láng mịn màng cũng không được. Vì giàu có để làm gì? Giàu mà không được hưởng, mặc đồ bố bố thôi. Thì chúng ta thấy là cái giới lực rất là khó, rất là khó. Nếu mà giữ 10 giới còn kẹt nữa à, không rớ đến tiền bạc rớ thôi đó, đừng nói là ngầm cầm giữ. Tiền bạc vàng của quý, radio, tivi, điện thoại, đứng tên xe hơi và kẹt hết trơn, thì cái đó mới là người tu. Thành ra 10 giới trở lên là qua Phật rồi đấy. Còn 8 giới là mới cõi trời sắc giới thôi, 10 giới mới là cõi Phật thôi, đa số vậy ha. Thì chúng ta phải hiểu cái thân thứ nhất của chúng ta, bây giờ chúng ta đang ở cái thân đó, thì chúng ta sợ quá mới chạy lên cõi người trời. Cõi người trời cũng còn bên ngoài, còn ăn uống, nhưng mà cao thượng, tiết dục. Thành ra chúng ta thấy giới thứ nhất là không sát sanh, mà phải phóng sanh. Không sát sanh ăn tháng 10 ngày, chứ đúng là phải chay trường. Thì 8 giới mới chay trường được. Thành ra cái này cao thượng hơn. Giới thứ nhì không trộm cắp, mà phải bố thí.
không lấy Chúa không cho mà còn lại cho thêm. Cái thứ ba không tà dâm mà lại tiết dục, thì vẫn còn giống hệt ngoài đời nhưng mà cao thượng. Giới này có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Rồi tới tám giới thì ngon rồi đó. Tám giới không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không ăn chay trường, không nghe xe mắt múa đờn kèn, không trang điểm phấn son, không mặc đồ tốt nữa, đồ bô bố thôi. Thì cái này là không có vợ chồng nữa, không có nam nữ nữa. Chúng ta không hiểu cái xác thân của cõi trời sắc giới đâu. Chúng ta tưởng tượng cõi trời sắc giới là giữ tám giới thì đâu có gia đình, đâu có chồng con gì nữa. Mà cái đó là thân, còn là thân người à. Chừng nào quý vị sanh về cõi trời sắc giới thật sự, quý vị sẽ thấy là ở đó không có nam nữ, không có nam căn nữ căn nữa. Con người rất là đẹp đẽ, kêu là trong kinh kêu là bậc trượng phu. Trượng phu là bậc cao thượng, bậc vĩ nhân, bậc đại nhân. Thì quý vị tu đi giữ tám giới rồi quý vị giảng sanh, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm, cõi cần niệm Phật, đó là cõi trời sắc giới đây. Nếu quý vị giữ giới năm giới cho kỹ, quý vị có thể qua được. Còn giữ không kỹ là này khỏi cần niệm Phật, khó lắm. Thường thường niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm là nhảy tùm lum. Mà nên chúng ta thấy là cuộc đời này không thể thành Phật được. Người tới cõi trời vô sắc còn giữ nữa, bắt đầu qua đạo Phật rồi đấy. Không ăn sái giờ, từ quá ngọ tới ngọ mai, không rớt đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Sống rất là đơn giản, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ con, cõi trời vô sắc. Rồi tới xuất gia theo Phật, hành tứ y pháp thì mới qua đạo Phật. Tức là ông ở chỗ nó đi lang thang khắp nơi, ban ngày thì xin ăn, ban đêm ngủ dưới cội cây. Nghe không, quý vị đó là thành ra. Ở đây tôi muốn nhắn nhủ quý vị là trở về theo dõi cái xác thân của mình. Khi mình nhìn lấy sự vật đó, thì sự vật nó nằm ở trên trồng đen mình. Đó, rồi cái sự vật đó là địa ngục vô gián, chưa có sự sống, chưa có cái biết. Thì nãy tôi có nói rồi, ghèn cháo, nước mắt, nước tiểu, phận. Còn ở ngoài đó là đất đá, cỏ cây, giày dép. Đất đá không có cỏ cây, cỏ cây là qua ngạ quỷ. Đó, thì khi mà tôi nhìn cái chai La Vi, thì cái chai La Vi sẽ nằm trên trồng đen của tôi. Thì cái trồng đen của tôi đó là sinh lý, có sự sống. Rồi bây giờ cái cảm giác mới mượn cái sinh lý này, mới phát hiện là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì cái này, cảm giác này kêu là ngạ quỷ. Cảm giác này nó khác với con cái trồng đen con mắt. Giống như cái ống loa, đây là tiếng nói đài phát thanh Trà Vinh, thì tiếng nói này là cảm giác, còn cái ống loa là cái trồng đen con mắt. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì cái tiếng nói cảm giác này chính là ngạ quỷ. Khi chết rồi nó còn, nó còn sống một thời gian, nó sẽ luân hồi vào cảnh giới mới. Đại khái là như vậy. Rồi nếu mà qua cái này thì cái súc sanh đó, thì chúng ta nên nhớ là ngạ quỷ là chưa có đầu, thành nó không có tư tưởng, chỉ có cảm thọ thôi. Thì chúng ta nhìn cây cây cỏ, chúng ta biết cây cây cái đầu nó ở đâu ha? Dưới đất. Cái chân nó, cái đít nó chổng lên trời. Cây nào cũng vậy ha. Cái gốc là ở dưới, mà cái ngọn tước trên cao. Nó không có đầu, thành ra không có chân, không có tư tưởng phân biệt. Tới súc sanh, cái loài thú thì bây giờ mới có sự phân biệt. Loài thú có đầu, nhưng mà đầu đứt ngang nhau. Chứ là để ý cái bài lục căn của sư trưởng nhất định đầu đứt ngang nhau. Nó đi bằng bốn chân, thành ra nó bắt đầu có cái tư tưởng suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ mà không có ý chí, không có sự tính toán, sự quyết định để hành động, chưa có nghiệp. Thành ra chúng ta thấy con thú đó, con chó đó, hay nó gặp quý vị thì nó quát đuôi nó mừng, nó biết chủ nó. Mà nó phân biệt không rõ, tới chừng chủ nó mặc áo trắng, đi về mặc áo đen nó sủa liền. Nó phân biệt không rõ. Rồi nó bệnh đó, thì nó ăn cỏ rồi ọc ra hết bệnh. Mà không hết thì chết.
Còn con người là có sự tính toán, đi mà mặc đồ trắng mà về mặc đồ đen, con người nhìn có biết liền. Con người thông minh như vậy đó. Giờ hãy bệnh mà không có thì cạo gió, chích thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, bây giờ bấm huyệt thôi đủ thứ hết. Nhưng mà con người năm tưởng năm tình, thành ra làm nhiều khi là thắng có khi bại, năm phần thắng năm phần bại. Rồi tới cõi trời dục giới, tức là giữ năm giới, thì cái tưởng nó mạnh hơn sáu phần, thì con người là bắt đầu có kinh nghiệm. Quý vị ở trong mình phải biết ha. Thành ra quý vị thấy nói chuyện đó, người ta nói cái thằng này nó làm cái gì làm, phải nó cảm giác thích cái gì nó làm, chứ nó không có suy nghĩ. Thấy vàng nhào vô giật liền, người ta đập chết cũng được. Đói bụng quá thấy đồ ăn ngon nhào vô giật, không có suy nghĩ, làm việc không có suy nghĩ. Thì chúng ta nhìn chung quanh, nhìn cha mẹ mình hồi lúc sống làm sao rồi mình biết bà này ở ở trạng thái nào. Nhìn mình, nhìn cha mẹ mình, nắm cái này. Việc làm mà không có sự, không có tư tưởng xen vô đó, hay cảm giác thích cái gì làm cái đó, hay làm mà không có suy nghĩ cái gì hết. Còn tới người thứ hai làm có suy nghĩ, mà suy nghĩ cạn cợt, cũng như con thú à. Nó tính toán nó suy nghĩ, nhưng mà thay đổi một cái là nó không phân biệt được. Nó mày làm mày suy nghĩ mà không có đắn đo, không nghĩ tới hậu quả nó, nghĩ sao làm vậy, ta nói mày mày nghĩ sao mày làm vậy, cho mày không có đắn đo suy nghĩ gì hết, tức là chưa chưa có đắn đo, là chưa có mặt na, chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Tới con người đó thọ ba giới rồi bắt đầu là có nghiệp, nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Mày làm là mày có sự đắn đo, mà có khi thất bại có khi thành công, mày không có kinh nghiệm. Có người làm thì không có kinh nghiệm, có khi là thất bại có khi thành công. Quý vị nghĩ coi, có nhiều người mà chỉ họ làm thất bại ba bốn lần mới thành công được, có người chỉ họ làm còn hay hơn mình. Thì đây là cõi trời dục giới. Rồi tới cõi trời sắc giới còn cao nữa, kinh nghiệm già dặn. Thì thôi có đó để khi khác. Bữa nay chúng ta trở lại cái này, để quý vị nhớ, thời giờ chắc nó cũng ít rồi. Đó, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống chúng ta sở dĩ đau khổ là bởi vì chúng ta không biết. Sống sai chết mộng, cũng như con thú, cũng như gốc cây, cũng như cỏ cây. Cỏ cây không có sự phân biệt. Tới như con thú thì phân biệt, mà kêu là phân biệt bằng bản năng, hãy nghĩ sao làm vậy à, chứ không có so đo tính toán, không có nghĩ là cái hậu quả như như thế nào. Còn con người thì nghĩ tới hậu quả, nhưng mà nghĩ không có kinh nghiệm, thỉnh thoảng vẫn thất bại, có khi thành công có khi thất bại. Thì tới cõi trời dục giới thì thường là thành công. Thành ra quý vị phải theo dõi khi con mắt mình tiếp xúc sự vật, mình có biết hay không. Nếu mình biết, không biết thì bây giờ mình đang ở bốn đường ác. Lỗ tai mình nghe tiếng mình biết không, lỗ mũi ngửi có người biết không, có người trơ lì à, ăn uống ngủ nghỉ gì ai nói tới cười hề hề thôi, chứ còn hời hợt không biết mình ở đâu. Mà đạo Phật mình phải biết mình ở đâu. Thì bây giờ bắt đầu biết rồi, tôi ở đã ở địa ngục, tôi sống mà con mắt nhìn sự vật là tôi làm liền thôi, cảm giác dễ chịu tôi khoái là tôi chiếm liền, tôi không có suy nghĩ cái gì hết. Cảm giác mà khó chịu tôi còn cách tôi đi đi lại đi, đồ ăn ngon là tôi vào tới tôi giật liền, tôi không có suy nghĩ gì hết. Mà người nào mà chống đối tôi là tôi bánh liền, chết cũng được, thí mạng. Thì những người này là chết thành ngạ quỷ, ngay bây giờ đó là ngạ quỷ rồi. Sống không vừa ý ai á, không ai vừa ý mình hết, mà không vừa ý là bắt đầu thí mạng cùi này. Thì chúng ta thấy rất nhiều, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có, nhưng chúng ta biết chúng ta đè xuống. Đè xuống bắt đầu cõi trời, cõi người. Nên những cái dục vọng cởi lên thì mình biết, mình sợ, mình cải sửa. Hoặc là niệm Phật đè xuống, mà khi mình sân thì giống loài thú vậy, nó hay sân.
Mà sân thì thỏa mãn cái sân là súc sân. Sân rồi chửi người ta, đánh lộn với người ta thì súc sân. Mình để ý không? Còn cõi người, cõi trời bắt đầu niệm Phật đè xuống hoặc bỏ đi, mặc quá xét. Mình hồi đó với đó là quan trái, tôi giờ bỏ, tôi tha thứ nó. Hay là nghĩ mình cao hơn nó, mình tọa năm giới nó chưa có thọ, tôi tha thứ cho nó, mình cao hơn nó, thấp hơn. Thì lọt vào cái ngã bự của cõi người, cõi trời dục giới. Tốt, nhưng mà vẫn luân hồi. Còn khi mà mình ăn cái đồ ngửi cái mùi gì mà khó chịu, mùi phẫn, mình mà nổi sân liền. Ngửi cái mùi thơm mình thích liền, thì đó là cõi ngạ quỷ. Rồi bây giờ có phân biệt được cái mùi là mùi thơm, mùi thúi của cái gì thì qua súc sanh. Thành ra mắt thì thấy sắc là nhận lấy sự vật, tai thì nghe lấy cái tiếng, nhận lấy cái tiếng, mũi thì nhận lấy cái mùi, lưỡi thì nhận lấy cái vị, thân thì xúc chạm lấy sự vật mà chưa có sự phân biệt. Thì đây là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu đưa lên cái óc. Cái óc chứ không phải dây thần kinh. Thì cái óc mới sửa lại, bắt đầu phân biệt. Thì bấy giờ sắc thinh hương vị xúc biến thành pháp trần. Mà quý vị coi trong kinh không hiểu pháp trần là cái gì. Tại sao ý căn là cái óc tiếp xúc với pháp trần thì sanh ra ý thức? Pháp trần là cái gì? Thì khi mà con mắt tiếp xúc với sự vật sắc trần mà sự vật này bị sửa thành rõ ràng hơn thì đây là pháp trần. Pháp trần là bắt đầu có sự phân biệt, phân biệt con ngạ quỷ. Rồi sau tới cõi cõi người thì cái pháp trần này đổi thành rõ ràng hơn nữa, bởi vì họ có ý chí, có nghiệp, có ai lại ra, thì pháp trần này nó rõ hơn nữa. À, cái hồi nãy mình nhận được cái chai La Vi mà không biết đó là biết có vật thôi, rồi con thú mới phân biệt ở đây là vật, là chai La Vi. Nhưng mà chai này nó khác với chai kia làm sao? Nó không biết, nó biết đây là người, đây là vật. Không biết qua cái tiếng là đây là tiếng người, đây là tiếng chim. Mà người nam người nữ không có phân biệt thì cái đó là súc sanh. Nó biết một cách lờ mờ thôi. Tới cõi người thì ngon á, có nghiệp phân biệt. Rồi đây là người nam, đây là người nữ, đây là tiếng chim, đây là tiếng người ta. Thì chúng ta thấy là bắt đầu cõi người là có bổn phận, có sự cao thượng, có sự phân biệt, nhưng mà vẫn còn chiếm hữu. Rồi thấy người đẹp thì thích, thấy người xấu thì ghét. Thì đó là chúng ta qua giai đoạn cõi người, tức là có sống bằng xúc thực thì vẫn còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà qua tới khi ngồi thiền đó thì cái này khó ạ. Thành ra quý vị thường thường nói con ngồi thiền con niệm Phật mà nó nghĩ tùm lum xuôi, nó tạp niệm hoài, thì biết cái tâm mình lúc này quá tệ đó. Tâm mình là tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Rồi bây giờ niệm bắt đầu nó tập trung được vào tâm cõi người, thỉnh thoảng được 5-10 phút nửa tiếng là nó lại chạy mất nữa. Tới chừng nào mà khỏi cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng thì bây giờ chúng ta mới qua nhị thiền. Đây là cõi trời, đây là cõi trời. A lại gia nó đầy rồi, bây giờ cái kinh nghiệm mình có trong đó nó phóng ra mình nhận được. Và đại khái nó là như vậy. Vậy thì từ nay quý vị phải theo dõi con người mình, theo dõi sắc thân, theo dõi cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó của ngạ quỷ. Tức là biết dễ chịu, khó chịu mà không có tư tưởng phân biệt. Rồi mới đưa xuống dưới thì sắc, thinh, hương, vị, xúc bị con thú nó sửa thành pháp trần, tức là bắt đầu rõ ràng hơn, có tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng non nớt ấu trĩ thì cõi người mới có ý chí là nghiệp, mới sửa thành rõ ràng hơn, thì cái pháp trần
của con thú khác, pháp trần của cõi người, trời dục giới khác. Trời dục giới cũng là bên ngoài nhưng mà cao thượng hơn. Rồi tới pháp trần của sơ nhị tam thiền thì pháp trần lại cao hơn. Nó không còn là cái hình ảnh của kinh nghiệm, mà kinh nghiệm già dặn. Thành ra đây nó không còn ăn bên ngoài nữa. Tới nhị thiền rồi chúng ta nhập vô đó rồi. Sơ thiền chưa đấy, tức là còn phân nửa bên ngoài, phân nửa bên trong. Niệm Phật đếm từ một người nó phóng là kéo lại. Niệm Phật khỏi đếm nó phóng là kéo lại. Còn bây giờ nhị thiền là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng nó không phóng đâu. Tâm ở đâu, thân ở đâu thì tâm đó. Thì cõi này cao á, tức là cõi còn ăn bên ngoài nữa được. Nhưng mà chúng ta được có 5 phút, 10 phút thì cái này cũng chưa cao đâu. Tức là phải 5, 7 tiếng, 7 ngày, 7 năm thì đây là cái này cao. Thì cái này là chúng ta khỏi cần ban hội niệm, nhưng mà nhờ ban hội niệm chúng ta giảng sanh cao hơn. Nhưng cái này tôi thấy quý vị chưa có ai đi đến đâu. Có đi thì chừng 1, 2 phút, 5 phút mà mừng cũng chết rồi. Hỏi là con vậy là con bảo đảm chưa đâu. Bảo đảm là khi được 7 tiếng hoặc là 7 ngày hay là 7 năm thì mấy cái này định lực rất là mạnh. Nhưng mà nhớ nha, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm mà không phát nguyện, không giảng sanh, không giảng sanh về cõi Phật, chỉ vì cõi trời thôi. Mình tịnh độ là có vậy thôi. Để mình nhất niệm mà phát nguyện nữa thì thay vì nhất niệm thì tự lực mình đi về cõi trời chứ không qua cõi Phật được. Cõi Phật với cõi trời nó khác nhau. Tôi nói cái chút xíu về cái khác đó. Chẳng hạn như chúng ta, cõi trời đó là có đi và có đến, có không gian. Còn cõi Phật nó không có không gian, nó chỉ có thời gian thôi. Chẳng hạn như đây đi đến Sài Gòn, đây đi đến Mỹ, Đài Phát Thanh qua, thì chúng ta thấy nếu dùng cái phản lực mà bay từ đây đến Sài Gòn với cũng phần phản lực đó, cũng tốc độ bằng nhau bay về Mỹ, thì cái nào tới trước? Thì chúng ta thấy là ở Sài Gòn phải tới trước, bị cái không gian nó gần. Còn qua Mỹ thì trời ơi biết mấy chục ngàn cây số, thì nó phải lâu hơn. Nhưng mà tôi hỏi cái làn sóng của Đài Phát Thanh Sài Gòn ở đâu? Ở ngay cái trời dài dân, trời ngay không gian này. Còn làn sóng của Đài Phát Thanh Mỹ đâu? Cũng ở đây. Bây giờ tôi lấy hai cái radio, tôi nhận nút ngay cái tần số của Đài Phát Thanh Sài Gòn, tần số của Đài Phát Thanh Mỹ, hai cái tôi nhận một lượt, thì cái tiếng nói nào phát ra trước? Chúng ta không thấy cái nào trước, hai cái một lượt. Tại sao vậy? Tại vì đây không có không gian. Hồi nãy thì từ đây đến Sài Gòn, từ đây đến Mỹ thì có không gian, phản lực nó bay phải tới trước và tới sau. Còn bây giờ hai cái nó nằm trên cùng một không gian này, nó chỉ phát hiện thôi. Cái này chúng ta không kêu là đầu thai được, mà phải kêu là giảng sanh, là một sự phát hiện. Mình vừa niệm Phật vừa phát nguyện, chết rồi là hiện ra liền. Thành ra nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo thể phù, không cần khải móng tay là cõi cực lạc tới rồi. Co tay duỗi cái một cái là tới cực lạc. Mà chúng ta nghe chúng ta không hiểu tại sao mà một câu di đà không niệm khác thì không cần khải móng tay nữa thì cõi Phật tới. Đức Phật tiếp dẫn đi, phải có thời gian mới đến. Này đi là đến, đã đi đã đến, bây giờ sát na là đây, thì vừa chết rồi là chẳng qua cực lạc liền. Thành ra hai cái nó khác. Thành ra đầu thai hay tái sanh là cõi người, cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn giảng sanh thì mất rồi là sanh về Phật liền, chứ không có đi. Đi thì có đi nhưng mà đến không có đến. Nó kêu là cõi phát hiện chứ không phải là cõi đầu thai. Chúng ta phải hiểu cái đó. Để chấm dứt buổi giảng hôm nay thì tôi cũng cầu mong quý vị từ nay trở về với con người mình. Thì tôi đây là mới giảng là bốn đường ác thôi. Nếu quý vị thấy lờ mờ thì quý vị cải sửa về cõi trời, thì có đó dễ thôi. Mà nếu cõi trời mà sơ thiền đó, nếu mà
thì phải nhờ ba hội niệm. Còn cõi trời dục giới thì nhất định phải có ba hội niệm. Còn cõi trời nhị thiền đó thì có ba hội niệm không cũng được. Nhưng mà ba hội niệm rất quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì một người giữ năm giới, một giới là có 36 vị thần và chư thiên ủng hộ. Khi mình niệm, mấy người năm giới niệm là chư thiên ta nghe đông quá rồi, cái định lực rất mạnh. Thì người chết định lực yếu, mà nhờ cái bích tông này giúp đỡ cho mình, định lực người chết sẽ mạnh hơn. Rồi cõi trời giới xuống niệm tiếp nữa, 36 vị thần ủng hộ, năm giới 180 vị chư thiên, mà cái ban hồi niệm 70-80 thì thôi, rất sức rất là mạnh. Thành ra người chết không giảng sanh cũng giảng sanh. Chúng ta thấy rằng ở trong tịnh độ có nhiều người chết rồi không giảng sanh, cái tay chân cứng ngắc. Rồi ban hồi niệm lợi niệm đông, nó niệm 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng, tay chân mềm trở lại. Đó là mấy người ở bên ngoại quốc viết lại. Rồi thì quý vị cố gắng giữ giới ha. Vậy thì cái giờ này dứt tri dứt lời, thì một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.